Thưa quý vị, thưa các bạn, có một nghệ nhân, nghệ sĩ ưu tú mà tên tuổi luôn gắn liền với nghệ thuật hát sầm đương đại. Bà được biết đến như một trong những hiện tượng lạ, độc đáo của nghệ thuật dân tộc. Quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lâu đã dành cho bà một tình cảm hết sức yêu mến, kính trọng và cảm phục. Đó là nghệ nhân, nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu, người nghệ sĩ mà chúng tôi muốn giới thiệu cùng quý vị và các bạn trong chuyên mục Những giọng ca còn mãi hôm nay. Hai người thục nữ kia ơi, muốn nghe lại đây anh kể cái bài ngược đời cho mà nghe. Ớt mấy lời cánh cổ vịt le cỏ non, lại cánh để cho què mõm châu. Gà mấy con đời quất cổ diều hâu cá rô, chết công để nuốt đầu. Chuột mấy kia thời mà cắn cỏ con mèo một đàn, châu chấu đã đuổi theo đá gà. Chạch mấy cháu thời cắn cỏ ba ba, một lũ chị đàn bà đuổi bốt vú đàn ông. Người nằm xuống để cho lợn nó cạo lông một chục cái quả hồng, nuốt bà lão 80. Năm sồi chiêm nuốt thằng bé lên 10 con gà, chai rượu để nuốt người lao đao. Lươn mấy năm để cho ống bò vào một đàn, cào cào đuổi mấy đớp đầu ca rô. Thóc giống đường giữ chuột trong bò lòng đông, cân cân để mổ cò xôn xao. Thợt mấy kia thời trực nghiến con dao mỏ đàn, con cóc trực đớp ông sao rời trên rời. Chúng ta vừa nghe bài Hát xuôi hát ngược hát chống quân do nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu thể hiện. Thưa quý vị, thưa các bạn, nghệ nhân, nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu tên thật là Hà Thị Năm, sinh năm 1921 trong một gia đình nghèo nhưng có truyền thống hát sầm. Từ thuở ấu thơ, bà đã theo cha mẹ đi khắp chợ cùng quê hát song kiếm sống. Tính tiếng đàn, khúc hát quê hương qua cha mẹ, bạn nghề của cha mẹ đã ngấm vào máu thịt, ăn sâu vào tiềm thức của bà. Để sau này khi bà cất tiếng đàn, tiếng hát, thì những âm thanh ấy là hồn quê, là nghĩa nước, tình nhà, là tình yêu cháy bỏng với nghệ thuật hát sầm, hun đúc mà thành. Không được học nên bà không biết chữ, song nghệ nhân Hà Thị Cầu lại có một trí nhớ tuyệt vời. Theo cha mẹ và bạn nghề của cha mẹ, bé Cầu lầm nhầm hát theo nên ngay từ nhỏ bà đã thuộc hết các tích truyện dân gian như Nhị Độ Mai, Thoại Khanh Châu Tuấn, Phạm Công Cúc Hoa, vân vân. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, bé Cầu ngày nào đã trở thành thiếu nữ rồi làm mẹ, làm bà. Bà tâm sự rất chân thành, như có Đảng, có Bác Hồ mà cuộc đời hát song của bà được đổi thay. Bài hát sầm Con ơi theo Đảng chọn đời mà bà vừa soạn lời vừa trình bày là cái tâm, cái tình, cái nghĩa của bà đối với Đảng và Bác Hồ. Vốn không biết chữ nên nghĩ được câu nào bà lại nhờ con cháu, anh em ghi lại rồi thỉnh thoảng đọc cho bà nghe để bà lẩm nhẩm học thuộc. Cứ như vậy, hơn 3 năm bà mới hoàn thành tâm nguyện của mình. Bài ca không chỉ là hơn 30 câu lục bát mà là cả cuộc đời bà, cả cuộc đời của những số phận như bà, sâu nặng ân tình lắm lắm. Con gái của bà, chị Nguyễn Thị Mận, mỗi khi kể về mẹ, luôn đầy tự hào.
từ năm đấy là năm 77 là tôi đi Hòa Ngân Sơn. Bà ở nhà bà nghĩ về cuộc đời của bà. Vậy là bà sáng tác ra một cái vở là Con ơi theo Đảng trọn đời. Bà cứ mượn cái quân học sinh đi qua đường đây này là ghi cho bà từng chữ một. Thế cuối cùng năm 79 là bà đi thi hội diễn đấy. Là bà nhớ được cái bài này và luyện tập được mấy năm. Các đầu là bà đi thi hội diễn là Con ơi theo Đảng trọn đời là cái bài do ở cái lời hát này của bà tự bà sáng tác mà tự bà đặt lời ra đấy. Mẹ kể từ khi mấy con nghe thôi thì mẹ kể từ khi mới sinh con đã biết gì đau thương nhà pháp thôi thì dày xéo quê hương. Thank you.
dân ta bao lần đạn bom tội ác chất chồng. Muôn lòng còn ghi giờ mấy đây theo đảng còn đi giết giặc tiêu nước giữ gìn biên cương mẹ khuyên con bước lên đường. Vừa rồi là bài Con ơi theo đảng trọn đời do nghệ nhân nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu sáng tác và trình bày. Thưa quý vị và các bạn, nghệ thuật hát sầm là một nghệ thuật độc đáo trong vốn âm nhạc cổ truyền của dân tộc. Phải chăng vì điều này mà hát sầm cũng cần những nghệ sĩ thật đặc biệt để thể hiện? Nghệ nhân nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu là một nghệ sĩ đặc biệt như thế. Trong nghệ thuật hát sầm, Hà Thị Cầu không chỉ đằm sâu mang đủ năm yếu tố vang, dền, nền, nầy và tình. Đặc biệt không chỉ ở cách hát, buông hơi, nhà chữ, lấy hơi, luyến láy, đảo phách, dung ngân, vân vân, mà đặc biệt còn ở tiếng nhị, thể hiện một cách thuần thục, điêu luyện. Có người cho rằng khi nghe nghệ nhân nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu hát sầm, dường như không phải bà hát mà là nghệ thuật hát sầm mượn bà để hát lên tiếng hát của chính mình. Quả thật, khi tận mắt chứng kiến bà vừa nhai trầu, vừa nhẩn nha kéo nhị, hết nhạc lưu không, đặt miếng trầu xuống lại hát tiếp, nhiều nghệ sĩ bậc thầy của nghệ thuật ca hát dân gian đã thành tâm bái phục, xem nghệ thuật hát sầm của bà là nghệ thuật đặc biệt không mấy có được. Năm 2011, mặc dù khi ấy tuổi đã cao, sức đã yếu, nhưng khi biên tập viên Mai Văn Lạng, phòng dân ca Đài Tiếng Nói Việt Nam đến thăm, bà vẫn rất vui vẻ tiếp chuyện. Kể từ ngày em về làm dâu trong nhà này, anh nghĩ rằng em khá chả ai ngờ lại hóa ra hư. Đi chợ em thì cứ ăn quà trừ, đi tắm em bỏ quên yếm để lư khư cô chạy về. Thổi cơm thòi chén sống dưới khê tứ bà, nhã nhét tựa hồ như cháu hoang. Ăn mấy thòi hết nồi bảy nồi ba, đầu năm chí cuối em chả làm ra được xu nào. Giữa mấy bát em ngồi ngủ gật cầu ao, ngủ chưa chồng gọi kêu làm sao tôi dứt đầu.
anh nói tiếng em thì cậu nhậu anh khuyên em nước đổ vào đầu lá khoai. Anh mấy thời mà chả chịu kiếm ai, hẹ nói gánh nặng kêu là hai vai tôi có số thờ. Còn nghĩ thời cái tội trai lưa, anh đánh em như là đập mệt em trái chừa thời thôi. Sáng răng xuông thời cô nghĩ tối rồi, anh khuyên em có một cái nết ngồi cũng không nên. Còn mấy như tại cái tội ngủ đêm, có hai vợ chồng em cứ đòi nằm bữa giữa, nằm bên em không nằm. Chạy mấy vào ruộng lúa nhấp nhô, có ai ra về tôi nhắn thì bố đĩ mang cái bò hộ cho tôi. Tôi mấy chui vào bò ấy tôi ngồi tôi nhờ, anh thì bố đĩ cố lôi tôi về. Chồng mấy con đời ăn ở không biết điều cứ đi, hàng xóm nói dững nhòi vợ con. Ngồi làm sao em lại thì béo trục béo tròn, ăn mấy vụng như chớp ngồi đánh con cả ngày. Còn mấy như thời cái tội cô rẽ thay, cơm nguội tịnh đã 8, 9, 10 ngày cô cũng xui. Chúng ta vừa nghe bài Dâu Lười do nghệ nhân nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu hát trực tiếp tại nhà riêng của bà vào năm 2011. Thưa quý vị, mặc dù chưa bao giờ là nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng bà đã có cống hiến rất lớn trong việc gìn giữ, kế thừa và phát huy nghệ thuật hát sẩm độc đáo của dân tộc. Ghi nhận những đóng góp không nhỏ của bà, năm 1993, nhà nước đã phong tặng danh hiệu cao quý, nghệ sĩ ưu tú, danh hiệu mà rất ít các nghệ sĩ không chuyên có được. Tâm huyết với nghệ thuật sẩm, cho đến tận trước lúc mất không lâu, bà vẫn âm thầm truyền nghề cho nhiều thế hệ học trò, những người đặc biệt đam mê với nghệ thuật hát sẩm. Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi của bộ môn nghệ thuật hát sẩm được đích thân cố nghệ nhân nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu truyền dạy. Chị chia sẻ. Nghệ thuật hát sẩm là một loại hình âm nhạc hết sức là độc đáo của người dân quê đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam. Và đặc biệt là nghệ nhân Hà Thị Cầu là một người nghệ nhân điển hình của nghệ thuật hát sẩm. Và đối với nghệ nhân Hà Thị Cầu thì nó lại còn có rất là nhiều yếu tố để cấu thành trong việc tạo nên thương hiệu Hà Thị Cầu. Đó chính là giọng hát, tiếng đàn, cách sống và cả cách mà bà sáng tác những tác phẩm về sẩm. Đó là một người mà tôi thấy rằng là khá là đặc biệt. Có lẽ là hơi chủ quan, nhưng tôi cảm nhận rằng ở trên thế giới có rất nhiều những thiên tài âm nhạc, ví dụ như Tchaikovsky, Chopin hay là Beethoven. Thì ở Việt Nam, đối với tôi, nghệ nhân Hà Thị Cầu cũng là một thiên tài. Bà là một người mà không hề biết chữ, không được đi học, nhưng bà lại là người mà có thể sáng tác, lồng những cái điệu hát sẩm rất là tài tình. Rồi bà lại tự thể hiện, tự kéo đàn, tự hát, tự mang những cái tác phẩm đấy đến cho khán giả. Có lẽ là từ chính cái cuộc sống vất vả, khổ cực của bà nên là đã tạo cho bà cái động lực cũng như là tình yêu nước, yêu quê hương rất là đậm nét trong những cái tác phẩm của bà sáng tác.
ví dụ như Yên Phong Quê Mình hay Theo Đảng Chọn Đời. Đó là những cái bài mà thật sự là nghệ nhân Hạ Thị Cầu đã sáng tác cho Sập. Đối với tôi, mỗi một lần quay trở về Yên Mô, Yên Phong, Ninh Bình, nơi mà ngôi nhà của nghệ nhân Hà Thị Cầu, lúc nghệ nhân Hà Thị Cầu vẫn còn sống, thì mỗi một lần như thế thì đều đầy ắp những kỷ niệm về bà. Khi mà tôi bước chân vào cái cánh cổng ngôi nhà của bà, đó đã ngập tràn tiếng cười và ngập tràn những cái câu nói hóm hỉnh. Khi mà vào trong nhà, chỉ qua vài câu chào hỏi thôi là tôi với bà có thể là đàn hát ngay. Mặc dù đi đường thì rất là mệt, nhưng mà cầm đàn lên, cầm phách lên và bà gõ trống, hoặc là tôi đánh đàn, hoặc là bà đánh đàn tôi gõ trống, hoặc là hai bà con cùng hát, thì thật sự là những cái mệt nhọc với nó hết. Và kể cả những cái lúc trò chuyện rồi trong cái lúc hát thì bà cũng mắng yêu hoặc là dặn dò tôi rằng là nếu như mà nghề hát sẩm có như thế nào thì bà mong muốn là tôi gìn giữ. Và cho dù thiên hạ có nói ra nói vào, cái câu nói đó luôn luôn in đậm trong tôi thì con cũng mặc kệ. Miễn là con làm sao con có thể hát thật hay, đàn thật giỏi và không bao giờ sợ cái điều tiếng gì cả. Một người phụ nữ rất là thôn quê Việt Nam, một người phụ nữ rất là mộc mạc, giản dị, nhưng lại đầy sự hóm hỉnh, đầy sự lạc quan trong cuộc sống mặc dù rất nghèo khổ. Thưa quý vị, nghệ nhân, nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu, người duy nhất làm nên diện mạo của hát sầm làng quê, đã ra đi về với Tổ Sầm vào tháng 3 năm 2013. Sự ra đi của cụ cũng đồng nghĩa với việc chúng ta bắt dần đi một loại hình ca hát dân gian đích thực mà nghệ nhân, nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu là một trong số ít người đã làm rất tốt sứ mệnh mà tổ nghề đã để lại. Nhạc sĩ, nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long đã nói, nghệ nhân Hà Thị Cầu là một pho sử sống về nghệ thuật hát sầm. Cuộc đời bà như một con tằm đã song kiếp nhà tơ, không ruộng vườn, không lương hưu, vẫn nghèo khổ như thủa ôm con đi hát song khắp mọi nơi. Bà sống dựa vào tình yêu thương, sự giúp đỡ của những người yêu mến giọng hát của bà. Nhà tiếc cánh bèo bấy lâu, nay đành mi đành nhà cánh bèo. Đã từng tin yêu lạc, tình linh lạc, để nhiều điều vất vả gian chân. Ông thì trời cao thấu tình chẳng. Vả gian chân cho thiết tôi già, tôi hiền và lẽo bảy lo ba bên với chồng thì cũng nặng, bên cha cao dày thế cho nên một mình tôi lo lắng cả đêm ngày. Chầu vơi nước mắt nước thì chảy đầy cả năm canh, ngồi một mình sao tôi cứ tối mãi duyên mình. Mưa mai ngặt mưa mà chăm nỗi
rồi mai một thân cảm mấy lòng thân tôi vất vả nơi xa gần. Khuyên cái nhỏ bước, thiền khuyên nhỏ bước để má hồng vất vả gian nan. Đêm mấy ngày mình tôi nghĩ ngợi mà lo toan, vất vả tại số, rõ ràng tại rời có may ra tôi thì vào được cái giếng khơi. Trong vừa sạch mắt mẻ là nơi cái chỗ thanh nhàn, chả mấy mày thân tôi vất vả gian nan bước vào nơi mà cay đắng phàn nàn cũng ngai dạ tôi sầu tuy rằng trong khéo ngoài tôi tươi. Tôi mới sợ khi rằng trong héo ngoài cười, tiếc công thì gắn bó, tiếc công gắn bó thiệt thòi mà lắm vui. Con thì rồng vàng ai đem tắm nước ao tù, người khôn thì ở mấy ngoài ngu nặng mình cho mấy nên tôi phải đèo đầu. Giọng hát tiếng đàn của cố nghệ nhân, nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu qua bài hát Sầm, Giọt nước cánh bèo đã kết thúc chuyên mục Những giọng ca còn mãi hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quỳnh Chi biên soạn. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.